Chào bạn, mình mới mua trên Lazada một chiếc cả màn hình, đó là RX570. Mình thấy nó giá nó rẻ quá, đây là các bạn nhìn giá này, 370.000. Vì vậy là mình mua về. Bạn nào có ý thích muốn sang nhượng lại thì các bạn ới mình một câu. Còn bây giờ chúng ta sẽ bóc hộp cho test tại sao nó có thể rẻ đến như vậy. Thường thì có một quy luật rất đơn giản là với những chiếc cạc xác như này, khi mà người ta mua xác cũng có thể là đến 200 hơn 200 rồi. Vì vậy là không hiểu mua cạc sống tại sao lại có giá là 370.000. Và trong cái phần mô tả người ta nói rõ là chỉ bao test, có nghĩa là về đến nhà mình và test xong là họ hết trách nhiệm. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khui cái hộp này ra và chúng ta sẽ cùng test sản phẩm xem tại sao nó lại có một cái giá rẻ đến vậy. Bạn nào thích thì chơi nhé, vì mình ít khi bán hàng dưới, mua về làm video thôi, xong đó cũng chẳng bán làm gì cả. Vì vậy là bạn nào thích mua lại với cái giá thì các bạn chơi 500 đi, làm ăn nó phải có lãi. Hôm nào kết 500 hay là 400 đi thì ới cho mình là ok. Đây sản phẩm đây của chúng ta đây, có nghĩa là hàng, các bạn biết hàng qua test họ sẽ không dán tem bảo hành cho các bạn đâu. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nhìn sơ qua. Đây là mới đi RX570. Chúng ta sẽ thấy đó, đéo nắm cổng thế. Xem nó có mấy cổng đây. HDMI hết hay là lại DVI port. Úi giời. Một DVI port, hai DVI port và ba hai HDMI, một cổng DVI. Còn đằng sau đây. Các bạn nhìn cái tem của Mai Hoàng này. Tem chứng nhận sản phẩm chính hãng. Và đây là chiếc cạc của mình. Nhìn sơ qua thì với cái giá 370.000 thì sản phẩm của nó đây, tem mới đi được rồi. Và khi các bạn nhìn kỹ vào đây này thì chúng ta có thể thấy được là nó có cái biến màu đây. Bây giờ chúng ta sẽ thử trên xem nó có lên không. Vì mình mua là mình mua sản phẩm đã lên hình và chỉ được bao test, có nghĩa mình test xong mà không có vấn đề gì là đơn vị bán không có trách nhiệm thế nào cả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng test một cái sản phẩm là con này là 4GB này các bạn. Nó bị mất chỗ này. 570 4GB, biểu nhìn được không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng test xem nó lên hình hay không. Sau đó chúng ta sẽ đi sâu đi sát hơn và chúng ta sẽ test game. Test game xong mà bạn nào thích thì các bạn có thể mua lại nhé. Giá sản phẩm nếu nó chạy ok là 500.000. Và cũng chơi cái trò là bao test cho bạn hoặc bảo hành cho bạn một tháng. Bảo hành một tháng thì các bạn cộng thêm cho mình 100k. Còn nếu bao test như này thì các bạn cũng cộng đúng cái giá mình đang mua vào 100k nữa là chơi. Có nghĩa là nếu các bạn mua bao test như mình mua bao test của họ là 470.000, còn các bạn mua bảo hành một tháng là 570.000. Chúng ta thỏa thuận xong vấn đề nhá. Bây giờ chúng ta sẽ test. Tất nhiên mình sẽ test game, test full box, test tất cả các thứ cho các bạn. Và nếu mình bán thì mình sẽ dán tem sản phẩm của bên mình lên. Còn nếu bao test thì mình sẽ dán tem 1 tuần. Còn nếu bảo hành 1 tháng thì mình sẽ dán tem 1 tháng. Tùy các bạn chọn gói sản phẩm nào. 5, 3, ôi chung mẹ nó đéo quay. Đây xin lỗi các bạn là mình chưa cấm cái rắc nguồn này. Cẩn thận nó bị xử đi, hình như không lên hình rồi này. Cắp lốc rồi này. Đây mẹ, à đây rồi. Chưa lên hình đâu. Chưa lên hình thì do mình chưa cấm cái nguồn này vào. Ồ con này vậy cũng ngốn nguồn phết. Vì vậy ông nào mà chơi nó thì các ông để ý là nguồn của các ông cũng phải có rắc 8 pin này nhá. Cộng với điều kiện là cái nguồn này phải có trạng thái khoảng 450W đổ lên thì hẵng chơi. 400W công suất thực thì mình chưa test, nhưng mà tầm 450W công suất thực là có thể chiến được đấy. Đây. Đó, xem nó có lên hình không. Không lên hình thì gửi trả đơn sản xuất. Đó, lên hình của đấy nhá. Xong vấn đề lên hình này. Tí vào win thì mình sẽ test full max cho các bạn sau. Bây giờ chúng ta sẽ khai quật xem tại sao nó lại rẻ đến vậy. Và tại sao người ta chỉ chơi cái trò đó là bao test thôi. Làm cái gì nó... Đây là tiền ít xem hít được đồ thơm hay không. Nhưng mà các bạn thường có một câu nói là tiền ít hít đồ thơm. Nhưng hít, quan trọng là các bạn hít được bao lâu. Vừa hít cái nó thơm phức xong bắt đầu là nó khét nẹt thì nó lại khác. Còn các bạn hít lâu hít dài thì nó khác. Vì vậy là chúng ta sẽ phải trải nghiệm thực tế. Các bạn để ý nhé, quạt Vega rất nhiều lúc nó không quay, chỉ khi nào lắng rác nó mới quay thôi. Quá trình chúng ta test Vega là chúng ta test cả gain và chúng ta test cả nhiệt độ, biểu đồ nhiệt độ. Đó là quá trình test chuẩn nhất.
quá trình test chuẩn nhất đó chính là bao giờ 5, 10, 15, 20, 25 nó chạy như thế nào thì quá trình đấy ổn nhất. Nhưng sợ là quá trình test ổn nhất cho các bạn thì tất cả cửa hàng máy tính ở Việt Nam nó sập hết rồi. Vì vậy là nó khó. Chúng ta chỉ test ở hai trạng thái là chơi game ok không, cộng với là test full max ok không. Bây giờ thì chúng ta sẽ vật ngửa nó ra để xem là bên trong nó có những gì, xem là em nó đã bị làm tình bao giờ. Thì với mình thì với những cái xác suất là 370.000 thì chắc chắn là bị làm tình rồi. Không có cái lý gì mà một dân buôn lại đi bán cái giá đó cả. Vì vậy là tưởng lại không quay suốt ngày để không tắt được, làm video hết ngày không xong cái thì chẳng bỏ. Đây, bây giờ chúng ta sẽ bật ngửa em nó ra đây. Bây giờ mình sẽ cởi trần cởi chuồng em nó ra cho các bạn đợi chút mình lấy cái. Đây tháo được ra. Như này thì biết là người ta làm chip rồi, nhưng mà trong cái quá trình mà thuật ngữ làm chip nó có hai thuật ngữ, các bạn có thể là người sử dụng các bạn không để ý đến, nhưng nếu là thợ thì nó có hai thuật ngữ làm chip: một là đá chip, hai là thay thế chip, ba làm lại chân chip, chết cha bốn cái rồi. Bốn đó là đá hoặc thay nhưng dùng một cái chất liệu khác, đó là chỉ cứng để làm chip. Nếu mà đạt đến cái trình độ mà làm bằng cái khác bằng chỉ cứng thì nó sẽ trở về cái trạng thái là 90% của nguyên mẫu. Vì vậy cái tỷ lệ rủi ro là rất thấp. Còn nếu mà đá và ấy thì nó vẫn có tỷ lệ rủi ro. Đây chúng ta xem này. Đây các bạn nhìn này. Đây là hệ thống RAM của nó này. Còn đây là con chip chính này. Và họ đã tra keo đây để cho nó ổn định. Ở trên bề mặt này thì chúng ta thấy là con chip này, các bạn nhìn này, các bạn có thể nhìn vào cái màu sắc của chip này, nó chưa được biến dạng nhiều. Một là thợ quá cao tay, hai là cái nhiệt độ tác động ở đây chưa nhiều. Nếu mà nhiệt độ tác động nhiều, các bạn sẽ thấy cái màu lên hơi chuyển biến đi chút, nhưng cái màu đằng sau này thì nó lại có một chuyển biến một chút rồi. Vì vậy thì thường là con này sẽ được, một là vì ở đây nó rất khó phán đoán, một là họ đã thay một con chip mới và tay nghề của thợ rất cao tay và họ thay bằng chỉ cứng. Còn nếu mà để đá thì thực sự là cái máy đánh chip đó phải là khá ngon và thợ khá có trình thì mới giữ được cái màu chip như này. Đây các bạn này. Và cái trường hợp thứ ba đó là kiểu đá non, có nghĩa là nó chỉ lỏng chân hay bị một cái vấn đề gì đó và người ta chỉ tác động nhiệt một cách đơn giản vào và người ta đã có một cái thành phẩm sống như này. Nhưng tất cả thì vẫn phải là test game. Đây là các bạn không biến màu. Và trên một cái Vega nó sẽ lỗi 2-3 thứ nhiều nhất. Một là nguồn nuôi, hai là RAM, ba là chip. Thì RAM các bạn nhìn đấy này, nó không có tác động vào thanh RAM. Nhưng các bạn nhìn thấy bốn cái điểm chấm này có vẻ là người ta đã thay thế chip hoặc là tác động chip. Ở cái điểm chấm này thì thường là người ta sẽ thay thế chip nhiều hơn, vì có thể họ đánh dấu để họ cố định chip làm sao cho nó chuẩn. Một số thợ có những mẹo như vậy. Vì vậy là để khẳng định đây là một con chip thay hay là một con chip zin thì thực sự, nếu cảm quan bây giờ của mình, hiện tại bây giờ nó là một con chip zin, có nghĩa là người ta chỉ một làm chân lại, hai là dùng nhiệt độ người ta đá lại thôi và người ta đã tra lại keo cho nó ok. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test sản phẩm thực trên cái vấn đề full max cộng với đó là test ở trạng thái chơi game. Mời các bạn đi test. Còn ông nào muốn chấp nhận mạo hiểm với hai cái mức giá trên thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình. Ok, cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi test game nhé. Thưa bạn, đúng như mình suy luận này thì giới X này 570 này, các bạn nhìn những cái tần số này 907 khá cao này, 1750 MHz này, cái nhiệt độ là max là 69 độ C, CPU đang offload là 90%, GPU đang offload là 90%, fan đang hoạt động 50%. Các bạn nhìn cái biểu đồ nhiệt độ này, gần như cái nhiệt độ max là 70 độ C với những cái đằng giới X này là siêu mát rồi. Cái quạt của giới X rất lạ nha các bạn nhé, lúc nào nó phải đạt trên 60 độ C nó mới quay. Vì vậy nếu các bạn thấy những cái dòng này mà quạt của Vega mà không quay ngay từ đầu thì đó là chuyện bình thường nhá. Ok, bây giờ việc của chúng ta là test game xem là nó có bị không. Các bạn nhìn cái tỷ lệ FPS là được đến 74 FPS này, rất cao. We'll be right back.
Thank you.